dùng hết thảy quang minh để tra nghiêm thế giới này nương hư không mà trụ tất cả quang minh tức là quang minh đỏ quang minh trắng quang minh vàng quang minh xanh quang minh tía chẳng có quang minh đèn quang minh đèn thuộc về ma đạo khi bạn tu hành sớm thành đạo thì ma sẽ biến hóa ra giống như phật bồ tát để nhiễu loạn tâm thanh tịnh của bạn người có trí huệ thì có thể quan sát quang minh quang trên đầu thì biết được phật bồ tát thật hay là phật bồ tát giả tùy mà cũng có quang minh vàng đỏ tía xanh trắng, nhưng chỗ quang minh phát ra là màu đen, làm thế nào cũng chẳng lìa khỏi được gốc rễ màu đen. Đây là phương pháp phân biệt được thật giả. Hoặc tịnh quang làm thể, lại nương quang minh trụ, mây quang làm nghiêm sức, Bồ Tát cùng đi đến. Hoặc dùng quang minh thanh tịnh để làm thể của thế giới, lại nương quang minh mà trụ, lại có mây quang minh đến trang nghiêm tu sức, khiến cho quang minh trong thế giới này sáng hơn thanh tịnh lại thanh tịnh hơn hết thảy bồ tát đều du hành đến thế giới này để giáo hóa chúng sinh hoặc có các biển cõi từ nguyện lực sinh ra do hình bóng mà trụ lấy nói chẳng thể được hoặc có các biển thế giới như trừ phật đều từ nguyện lực của trừ phật bồ tát phát mà sinh ra những biển cõi đó do hình bóng mà sinh ra hình bóng vốn là hư vọng lấy chẳng thể được, nói chẳng thể được, cho nên nói chẳng có biển cõi này. Hoặc làm bằng mani, khắp phóng quàng nhật tạng, châu luân dùng nghiêm đất, bồ tát đầy giấy khắp. Thế giới hải hoặc dùng mani tạo thành khắp phóng ra quang mình nhật tạng, dùng châu báu lân để trang nghiêm mặt đất, Bồ Tát đều đầy giấy trong thế giới đó, đang giáo hóa chúng sinh. Có cõi báu diễm thành, mây diễm che phía trên, các quang báu thủ diệu, đều do nghiệp mà thành hoặc có cõi nước tạo thành bằng báo diễm lại có mấy báo diễm che phủ ở phía trên khiến cho tất cả chúng sinh được mát mẻ các quang minh bóng thù thắng vi diệu đó là do nghiệp của chúng sinh và nguyện lực của bồ tát mà thành tựu hoặc từ tướng tốt sinh các tướng trang nghiêm cõi như mũ cùng chỉ đổi đều do phật hóa hiện hoặc là từ tướng tốt của phật sinh ra có thế giới hình núi hình tượng phật hình tượng Bồ Tát, hình tượng A-la-hán dùng đủ thứ các tướng để trang nghiêm cõi nước, lại có hình như hũ báu, cùng nhau chỉ độ, đó đều do chư Phật biến hóa mà sinh ra. Hoặc từ biển tâm sinh, tùy tâm hiểu mà trụ, như huyễn chẳng xứ sở, tất cả đều khác nhau. Hoặc có thế giới do biển tâm của chúng sinh mà sinh ra, tùy theo tâm hiểu của chúng sinh mà trụ. Thế giới là tùy tâm mà sinh, tùy tâm mà diệt cho nên như huyễn lấy chẳng đặng xả chẳng được, chẳng có xứ sở nhất định. Vì do tâm chúng sinh mà sinh ra, cho nên tất cả đều có sự khác nhau. Hoặc dùng Phật quang minh, mani quang làm thể, chư Phật hiện ở trong, ai nấy hiện thần thông. Hoặc có thế giới do quang minh của Phật sinh ra, dùng mani quang làm thể, hết thảy chư Phật đều hiện ra ở trong thế giới đó. Mỗi vị Phật đều hiện thần thông để trang nghiêm thế giới đó hoặc Bồ Tát phổ hiền hóa hiện các biển cõi, dùng nguyện lực trang nghiêm tất cả đều thù diệu. Hoặc có thế giới do thần thông của Bồ Tát phổ hiền hóa hiện ra tất cả biển cõi, nguyện lực của Bồ Tát phổ hiền tu hành cũng sâu, cho nên dùng nguyện lực để trang nghiêm, hạnh nguyện của ngài đặc biệt thù thắng vi diệu phi thường. Bây giờ Bồ Tát phổ hiền lại bảo đại chúng rằng các Phật tử nên biết thế giới hải có đủ thứ sự trang nghiêm Lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền lại nói với đại chúng rằng, các vị đệ tử của Phật, các vị nên biết thế giới hải chẳng những có đủ thứ sự an trụ, đủ thứ hình, đủ thứ thể, mà còn có đủ thứ sự trang nghiêm. Bây giờ nói ra 10 thứ sự trang nghiêm. Tại sao phải trang nghiêm? Vì chúng sinh thấy được sự trang nghiêm, thì sẽ sinh tâm cung kính, sẽ phát bổ đề tâm. Bất luận là tượng Phật bằng đồng, bằng ngọc, bằng gỗ, bằng đất sét vân vân đều đoan trang xinh đẹp thì khiến cho họ sẽ khởi tâm cung kính. Có người trong tâm nghĩ tổn phí rất nhiều vàng bạc để tạo những tượng đó hàng ngày lễ bái, đó chẳng phải là mê tín chăng? Nói cho bạn biết đây chẳng phải là mê tín. Chúng ta lạy Phật, chẳng phải là lạy Phật đồng, Phật gỗ, Phật đá, Phật đất sét cũng chẳng phải lạy những tượng Phật có hình tướng mà là lạy ông Phật thiệt, là ông Phật chẳng có hình tướng ở trong tâm của chúng ta. Phật có hình tướng là biểu pháp dùng để biểu thị cảnh giới trang nghiêm nhưng đừng chấp trước, cứu kính vẫn là cầu Phật trong tâm của chính mình. Đó là, hoặc dùng tất cả đồ trang nghiêm sinh ra mây vi diệu vô thượng để trang nghiêm, hoặc dùng nói công đức của tất cả Bồ Tát để trang nghiêm, hoặc dùng nói nghiệp báo của tất cả chúng sinh để trang nghiêm, hoặc dùng thị hiện biển nguyện của tất cả Bồ Tát để trang nghiêm, hoặc dùng biểu thị hình tượng Phật tất cả ba đời để trang nghiêm, hoặc dùng trong một niệm thị hiện cảnh giới thần thông vô biên kiếp để trang nghiêm, hoặc dùng xuất hiện tất cả thân Phật để trang nghiêm, hoặc dùng xuất hiện tất cả mây báu thơm để trang nghiêm, hoặc dùng thị hiện quang minh của các châu báu vật quý, chiếu sáng trong tất cả đạo tràng để trang nghiêm, hoặc dùng thị hiện tất cả hạnh nguyện của phổ hiền để trang nghiêm. Thế giới hải có 10 thứ trang nghiêm. Một, hoặc dùng tất cả đồ trang nghiêm sinh ra mây vi diệu vô thượng để trang nghiêm. Hai, hoặc dùng nói công đức của tất cả Bồ Tát để trang nghiêm, ba hoặc dùng nói nghiệp báo của tất cả chúng sinh để trang nghiêm, bốn hoặc dùng thị hiện biển nguyện của tất cả Bồ Tát để trang nghiêm, năm hoặc dùng biểu thị hình tượng Phật tất cả ba đời để trang nghiêm, sáu hoặc dùng trong một niệm thị hiện cảnh giới thần thông vô biên kiếp để trang nghiêm, do đó thù vô lượng kiếp là một niệm, kéo dài một niệm làm vô lượng kiếp bảy hoặc dùng xuất hiện tất cả thân phật để trang nghiêm do đó núi sông cây cối đều là pháp thân tám hoặc dùng xuất hiện tất cả mây báo thơm để trang nghiêm chín hoặc dùng quang minh của các châu báu vật quý chiếu sáng trong tất cả đạo tràng chư phật để trang nghiêm mười hoặc dùng thị hiện tất cả hạnh nguyện của phổ hiền để trang nghiêm có những sự trang nghiêm như vậy nhiều như số hạt bụi thế giới hải ở trên đưa ra mười thứ trang nghiêm đó là nói tóm tắt. Nếu nói sâu rộng thì sự trang nghiêm nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa lý vừa nói ở trên, bèn nương oan lực của Đức Phật quan sát khắp mười phương thế giới mà nói bài kệ rằng. Lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền, Ngài muốn nói rõ lại đạo lý vừa nói ở trên, khiến cho đại chúng dễ minh bạch hiểu rõ. Biển cõi rộng lớn chẳng bờ mé, đều do nghiệp thanh tịnh mà thành đủ thứ trang nghiêm đủ thứ trụ tất cả mười phương đều đầy khắp biển cõi của chư phật rộng lớn chẳng có bờ mé đều do nghiệp thanh tịnh của chúng sinh và nguyện lực của chư phật mà thành tựu có đủ thứ sự trang nghiêm và đủ thứ sự an trụ tận hư không biến pháp giới đều đầy khắp cõi nước chư phật mây diễm bóng vô biên sắc tướng trang nghiêm rộng lớn chẳng một thứ mười phương biển cõi thường xuất hiện khắp diễn diệu âm mà thuyết pháp có thế giới dùng mây báo diễm vô biên sắc tướng để trang nghiêm. Sự trang nghiêm rộng lớn này chẳng phải một thứ mà là nhiều thứ. Sự trang nghiêm này do Bồ Tát tù sáu độ vạn hạnh mà thành tựu. Chư Phật Bồ Tát thường xuất hiện ở trong mười phương cõi nước, khắp vì chúng sinh mà diễn nói diệu pháp. Bồ Tát vô biên biển công đức, đủ thứ đại nguyện mà trang nghiêm, cõi này đồng thời vang diệu âm, chấn khắp mười phương các cõi nước tất cả bồ tát thuở xưa đều tu sáu độ vạn hạnh là vì lợi ích chúng sinh, cho nên nói công đức của bồ tát là vô biên như biển cả. Biển công đức đó do các bồ tát phát đủ thứ đại nguyện mà trang nghiêm. Cõi đó cũng do đại nguyện của bồ tát trang nghiêm. Trong cõi đó đồng thời diễn nói diệu âm chấn động khắp các cõi vật trong mười phương. Biển nghiệp chúng sinh rộng vô lượng tùy theo nghiệp bó đều khác nhau trang nghiệm trong tất cả cõi nước đều do chư phật diễn nói được nghiệp chúng sinh tạo ra có nghiệp thiện và nghiệp ác nghiệp chẳng thiện chẳng ác đều rộng lớn không bờ như biển cả vì chúng sinh khởi cảm nên mỗi người tạo nghiệp khác nhau thọ quả báo cũng khác nhau